Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Room và mình là Diễm Trang. Và hôm nay là bản tin T News ngày 27 tháng 2. Hãy cùng cập nhật xem chúng ta sẽ có những tin tức gì hôm nay nhé. Trong những ngày gần đây thì cộng đồng iPhone Lock đang truyền tay nhau một cách là mở khóa máy một cách miễn phí. Và với việc mở khóa như thế này thì iPhone từ iPhone Lock có thể dễ dàng trở thành một iPhone quốc tế mà không cần phải dùng đến SIM ghép hay là phải sửa lỗi. Tuy nhiên, để mở khóa miễn phí thì phải đáp ứng các điều kiện của nhà mạng Docomo như sau. Chính là máy phải thuộc nhà mạng Docomo. Hiện tại các nhà mạng khác của Nhật Bản như là SoftBank hay là AU, KDDI vẫn chưa hỗ trợ unlock miễn phí. Đổi máy từ iPhone 6s trở lên, máy hết bảo hành hoặc nếu còn bảo hành thì đã active, kích hoạt trên 100 ngày. Để kiểm tra thì người dùng có thể vào website của Apple và nhập số series của iPhone. Và cuối cùng đó chính là máy không bị báo mất. Tuy nhiên thật hư chuyện này như thế nào thì Diễm Trang vẫn chưa được biết. Nhưng mà nếu bạn nào đang sử dụng iPhone Lock mà từ 6 trở lên mà có thể là mở khóa thiết bị một cách miễn phí thì các bạn hãy là chia sẻ dưới video này cho Diễm và cũng như là mọi người biết đó nhé. Bộ đôi là Samsung Galaxy S10 cũng như S10 Plus vừa được ra mắt cách đây không lâu thì chúng ta đã có thêm nhiều thông tin về một chiếc flagship khác và không ai khác đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 10. Mới đây, trang Sam Mobile đã có những thông tin đầu tiên về chiếc Galaxy Note 10. Theo đó, chiếc Note 10 năm nay sẽ có tên mã là SN975F. Điểm khác thường ở đây đó chính là mã máy không có ký tự không như các thế hệ Galaxy Note trước. Nhiều dự đoán cho rằng Samsung sẽ ra mắt hai phiên bản 4G và 5G. Cùng với đó, nguồn tin tiết lộ thêm chiếc Note 10 sẽ được trang bị đến 4 camera và 4 camera này có giống với 4 camera trên S10 bản 5G hay không thì vẫn chưa thể kết luận được. Ngoài ra, nhiều nguồn tin khác dự đoán rằng máy sẽ có màn hình kích thước lớn là đến 6.6 inch, tỷ lệ là 19.5:9 và một cảm biến máy ảnh đặt trên bút S Pen. Trước đây thì giám đốc điều hành của Meizu đã từng hé lộ là bộ đôi là Meizu 16S cũng như là 16S Plus sắp được ra mắt trong thời gian gần đây sẽ sở thiết kế là 4 viền siêu mỏng cũng như là không có phần nót tai thỏ hay là nốt ruồi. Và ngày hôm nay thì những hình ảnh thực tế của hai thiết bị này cũng đã được rò rỉ. Theo trang tin VSM Arena, hai chiếc Meizu 16S và 16S Plus sẽ có màn hình AMOLED kích thước 6.2 inch và 6.76 inch. Meizu 16S sẽ thu sức mạnh đến từ vi xử lý Snapdragon 855, camera chính 48 megapixel cùng cảm biến IMX586 đến từ Sony, hỗ trợ công nghệ chống rung OIS. Phiên bản Meizu 16S tiêu chuẩn sẽ có viên pin là 3600 mAh và không hỗ trợ công nghệ sạc không dây. Dự kiến thì bộ đôi Meizu 16S cũng như là 16S Plus sẽ được trình làng vào khoảng tháng 4 hoặc là tháng 5 năm nay và mức giá khởi điểm dự kiến sẽ rơi vào khoảng từ 11,3 triệu đồng. Samsung đã trình làng là A30 và A50 tại sự kiện là MWC 2019. Đây là những chiếc smartphone thuộc tầm trung, sổ màn hình là Infinity U. Tuy nhiên thì vẫn còn thêm một thành viên nữa sắp vào gia đình là Galaxy A-series và đó chính là chiếc Samsung Galaxy A10. Theo đó, Galaxy A10 sẽ có màn hình Infinity U với kích thước là 6.2 inch. Khác với hai người đàn anh, Galaxy A10 chỉ được trang bị camera đơn ở phía sau, không có cảm biến vân tay và loa ngoài được đặt ở các góc dưới bên trái, một vị trí khá bất thường. Và trên đây cũng là tất cả những tin mà T-News vừa gửi đến các bạn. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho Tech Room. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!